Năm thập kỷ đã trôi qua kể từ khi chiếc máy ATM đầu tiên ra đời. Và nay, nhân kỷ niệm sinh nhật tròn 50 tuổi, chiếc máy rút tiền tự động đầu tiên trên thế giới đã được dát vàng để đánh dấu sự kiện đặc biệt này. Được khai trương vào ngày 27 tháng 6 năm 1967 tại một chi nhánh của ngân hàng Barclays ở Anfield, phía bắc thủ đô London của Anh, đây là chiếc đầu tiên trong số 6 máy rút tiền được ngân hàng này cho lắp đặt khi ấy. Ở Anh Quốc năm ngoái, các cây ATM đã phát ra 175 tỷ bảng tiền mặt, gần gấp đôi số tiền thâm hụt của chính phủ hàng năm. Do đó, chúng tôi thấy rằng ATM đóng một vai trò cơ bản trong nền kinh tế của chúng tôi. Người đầu tiên có vinh dự rút tiền tại cây ATM này khi ấy là diễn viên nổi tiếng người Anh, Red Varney. Để chào mừng dịp kỷ niệm đặc biệt này, ngân hàng Barclays đã cho biến máy rút tiền 50 tuổi này thành màu vàng, gắn bảng ghi nhớ trên tường và trải thảm đỏ dưới đất để cho khách hàng có được trải nghiệm khó quên. Ai mà biết được thế giới sẽ ra sao trong 10 năm hay 50 năm nữa. Nhưng chúng tôi thì biết rằng tiền mặt vẫn sẽ thực sự quan trọng đối với nhiều khách hàng của chúng tôi, dù là mua một tách cà phê sáng hay đồ tạp hóa. Hiện tại trên thế giới ước tính có khoảng 3 triệu máy rút tiền tự động, trong đó có khoảng 70.000 máy ở Anh.